Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe Hiệu ứng chim mồi tập 1 tại Voice. Tác giả: Hạo Nhiên và Quốc Khánh. Đơn vị ủy thác bản quyền: Công ty trách nhiệm hữu hạn EcoPlayer. Giọng đọc: Hoài Trâm. Thân tặng những người anh em không quen biết đã liều mình lao vào thế giới kinh doanh và để lại những bài học thất bại quý giá cho thế hệ sau. Lời nói đầu của bộ sách: Người ta hay coi lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn là hai thứ hoàn toàn đối nghịch nhau. Người đi theo hướng lý thuyết thường coi kiến thức, kinh nghiệm là một thứ thiếu bền vững và không phổ quát. Còn kẻ đi theo hướng thực hành thường gọi sách vở là lý thuyết suông, không dùng được. Thế nhưng sau khi bắt đầu vừa tham gia nghiên cứu lý thuyết bậc sau đại học, vừa tham gia bán hàng thực tiễn và ngã sấp mặt không biết bao nhiêu lần, chúng tôi phát hiện ra rằng lý thuyết và thực tiễn luôn song hành, gắn bó đến độ không thể tách rời. Chú thích: Nhiên tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 tại ISB, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Khánh quản lý công ty đinh công nghiệp Kim Hoàng của mình, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại đinh và súng bắn đinh công nghiệp. Cùng thời điểm đó, Nhiên và Khánh cùng các bạn tham gia kinh doanh nhiều sản phẩm, từ áo thun, ví da, huy hiệu đến cả tiệm bánh mì, rồi lập công ty EcoPlayer. Hết chú thích. Người nắm lý thuyết nhưng không thực hành sẽ không thể biết những kiến thức của mình liệu có thể ứng dụng được trong thực tế hay không. Và ngược lại, người thực hành nhưng không có lý thuyết chống lưng sẽ không thể biết rằng liệu thành công của mình có cơ sở hay không, hay chỉ là may mắn và không thể áp dụng cho lần tiếp theo. Do vậy, quyển sách được cấu trúc thành các phần nhỏ với lý thuyết và ứng dụng đan xen. Mỗi hiện tượng hay kỹ thuật bán hàng đều được giải thích bằng lý thuyết. Và mỗi lý thuyết đều có các ứng dụng minh họa nhằm giúp các bạn độc giả có thể có kiến thức vững chắc và linh hoạt để thể hiện sự tôn trọng với tác giả đi trước, cũng như để quý độc giả dễ dàng kiểm chứng và tìm hiểu thêm. Mọi thông tin và số liệu lấy từ các nghiên cứu của các nhà khoa học khác đều được trích dẫn cụ thể, chính xác và ghi nguồn đầy đủ theo chuẩn APA 6 Edition ở phần tài liệu tham khảo. Một số thủ thuật ứng dụng là không chính thống và có thể không đúng chuẩn mực về đạo đức kinh doanh. Giang hồ thường gọi là thủ thuật tà đạo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ trình bày để các bạn độc giả có thể né tránh khi gặp phải trong vai trò là người mua hàng. Chúng tôi viết sách này nhằm kích thích sự hứng thú của bạn đọc với tâm lý học, một ngành khoa học có rất nhiều ứng dụng vào kinh doanh. Trên tinh thần đó, các kiến thức phức tạp, chi tiết, mang tính hàn lâm được đưa vào các phần phụ lục để phục vụ các bạn có nhu cầu tìm hiểu để ứng dụng sâu. Nhờ đó, các kiến thức ở phần nội dung chính sẽ vẫn giữ được sự đơn giản, dễ hiểu và hấp dẫn của riêng mình. Hy vọng những kiến thức lý thuyết tích lũy trong quá trình nghiên cứu hàn lâm, cùng với các ứng dụng tự suy từ kinh nghiệm tự doanh thực chiến của nhóm tác giả sẽ giúp cho công việc của bạn hiệu quả hơn. Chúc bạn có những phút giây thư giãn có ích cùng Hiệu ứng chim mồi. Sài Gòn ngày 16 tháng 4 năm 2016, nhóm tác giả. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.